Hiện tại thì bước chân vào ngày trưa ngày 26 bước chân là quay trở lại quảng trường của thành phố Sa Đéc, thành phố Hoa để diễn ra cái lễ hội Festival ở thành phố Hoa năm 2023 và diễn ra năm ngày 30 của ngày 2023 và ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 của tháng Giêng năm 2024. Thì giờ đây thì em thấy cái quảng trường này, cô chú anh chị thấy là có gắn rất là nhiều cái tiểu cảnh ở bên ngoài và nhất là cái sân khấu. Và cái sân khấu này đã làm trên 10 ngày, cô chú anh chị, rất là hoành tráng. Và cái độ lớn và hoành tráng như thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ lại đó cận cảnh ha. Thì trước mắt của bước chân thì các chú đang gáp những cái đan cuối cùng nè. Đây là công đoạn gấp rút khi mà còn trọn vẹn chỉ có 4 ngày nữa là đã diễn ra cái lễ hội rồi. Thì nơi đây những công đoạn này là những công đoạn cuối cùng của cái những ngày sắp diễn ra cái lễ hội Festival ở thành phố Hoa, thành phố Sa Đéc. Đây các cô chú đang rất là tấp nập. Và clip này là em dành riêng clip này để cập nhật cái quảng trường cho cô chú anh chị và các bạn được biết là cái quảng trường diễn ra cái lễ hội đã chuẩn bị tới đâu rồi nha cô chú. Thì phía trước cô chú đó là người ta đang gáp những cái cánh hoa hồng lớn đó cô chú anh chị, là cũng gáp cũng gần xong rồi đó. Nơi đó người ta sẽ bắt đèn led vô và gáp những cái cánh hoa lại thì cái độ đẹp và cái độ sáng của những cánh đèn như thế nào thì chắc có lẽ thì bước chân sẽ quay trở lại đây cập nhật vào lúc ban đêm cho cô chú anh chị và các bạn cùng được xem. Thì tới đó thì cô chú anh chị nhớ xem qua clip của em qua hai cái trang mà em đăng là một là YouTube bước chân này đó, hai là Facebook hay còn gọi là trang fanpage cũng bước chân này đó luôn cô chú anh chị. Và trang fanpage thì em mới có thành lập thôi, thì cô chú anh chị xem đây thì hãy nhớ qua trang Facebook bước chân này đó của em để đăng ký để phụ em ha cô chú anh chị. Hiện tại nè, chỗ cái công viên này nè, người ta đã gắp vào những cái cây xanh rồi đó cô chú anh chị. Cây này kêu còn gọi là cây thúc lốt. Và hôm nay thì người ta đã bơm nước vô rồi nè. Để em lại cận cảnh cho cô chú anh chị xem ha. Chúng ta thấy nó bơm nước vô nè cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Nếu mà này thả cá nữa là rất là ok luôn. Và những cái chữ này nè, thành phố quảng trường, cái chữ này là chữ quảng trường Sa Đéc của chú anh chị, người ta sẽ gáp lên ha. Và quảng trường Sa Đéc người ta gáp lên xong, người ta sẽ gáp cái cánh hoa hồng, hoa hồng bên đó đó của chú anh chị, rất là lớn. Và cô chú anh chị sẽ cùng với bước chân sẽ cập nhật tình hình ở tại nơi đây qua từng video nha. Và em sẽ cập nhật liên tục để gửi đến quý cô chú anh chị trong cái dịp lễ Festival thành phố Hoa, thành phố Sa Đéc. Và chúng ta nhìn tổng quan một tí nha cô chú. Nơi đây là người ta đang gáp cái chữ quảng trường Sa Đéc. Và bên đó, bên đó cô chú thấy là cái sân khấu. Cái sân khấu này rất là hoành tráng. Và em được biết thì từ ngày 20 em ở đây thì đã gáp cái chân rồi. Mà hôm nay thì đến ngày 26 rồi, có nghĩa là 6 ngày qua thì người ta đang trang trí cái khán đài và cái sân khấu nó lớn hoành tráng như thế đó. Mà hôm nay thì 6 ngày rồi là vẫn chưa rồi cô chú anh chị, chúng ta mới thấy là lắp đèn thôi, lắp đèn và cái khung và hai bên trang đèn là sẽ ghép hai cái tivi để diễn ra cái trực tiếp cái lễ hội Festival. Và bên đây nè cô chú anh chị thấy là có cây xanh đã mọc lên trên cái quảng trường rồi. Và cô chú anh chị cùng với bước chân sẽ đi tham quan xung quanh đây và từng cái tiểu cảnh sắp diễn ra và lắp ráp ở tại cái quảng trường. Thì cô chú anh chị thấy là xe lắp ráp những cái tiểu cảnh đã chạy vào nè. Chúng ta đi lại cái sân khấu để chúng ta cùng xem cái sân khấu nó hoành tráng và nó đẹp như thế nào. Và đặc biệt thì hôm nay em đến đây thì phía trước em
sân khấu này đã làm 6 ngày rồi cô chú anh chị, nhưng mà chúng ta mới thấy là những cái trụ nè đã lắp đèn hết ha. Bên đây cái trụ nữa nè, đứng giữa nè cô chú, và đằng kia một cái trụ, và bên đây là cái sân khấu gấp lại hoành tráng. Người ta đã gáp những cái phông rồi nè, những cái phông này gáp xong thì sẽ lắp đặt những cái bóng đèn xung quanh những cái phông á. Thì tối nay em sẽ quay lại đây để quay cái độ sáng của bóng đèn như thế nào, có đưa vào sử dụng trong cái lễ hội festival hay không, hoặc là có lỗi gì lỗi về hệ thống bóng đèn hay không, thì em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị mình cùng được xem ha. Và hiện tại là Bước Chân đang đứng ở phía trước cái khán đài sân khấu của chú anh chị. Và cái tổng của cái khán đài này là em thấy là khoảng cỡ từ cái thành bên kia qua cái thành bên đây á, là em thấy là khoảng trên 60 mét đây cô chú, khoảng cái 100 mét. Sân khấu nó lớn như vậy á. Và cái sân khấu này á, độ ánh sáng của nó là rất là sáng, là hầu như là mỗi cái bóng đèn như vậy á, là vừa hỏi là như là 200 mấy watt á, là mỗi cái bóng đèn cách nhau chưa được một can nữa cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị sẽ thấy được cái bóng đèn ha. Một phần xin lỗi nha cô chú. Đây là mỗi cái bóng đèn, mỗi cái bóng đèn nó cách nhau chưa được một can nữa, là có nghĩa là cái độ ánh sáng nó sẽ rất là sáng và rất là ấy luôn, nó nhiều màu để chiếu lấp lánh để gửi đến quý cô chú anh chị một ngày lễ thật là long trọng ha. Và đây là lần đầu tiên thành phố Sa Đéc của chúng ta diễn ra cái lễ hội festival ở thành phố ngàn hoa của thành phố Sa Đéc. Thì bên đây nè, đây là một cái quảng trường mà hầu như là ở phía trước á, của chú anh chị ta sẽ lắp những cái bóng đèn này nè, nhằm pha ngược vô cái hậu trường để tạo cái nguồn ánh sáng phản diện, làm cho cái nhân vật hoặc là những cái ca sĩ đến đây ca hát nó sẽ hình ảnh tốt đẹp ha. Và hiện tại thì xa xa Bước Chân thấy là phía trước Bác Hồ và xung quanh Bác Hồ là đã gắn cờ đảng và cờ nước rất là đẹp luôn của chú anh chị, và đã lắp đặt xong một cái chỗ này nè, là cái tivi rất là lớn chỗ đó đó của chú anh chị. Hiện tại thì cái quảng trường này rất là rộng nha cô chú. Đây là các anh đang gáp những cái tiểu phẩm hoa rất là đẹp. Thì các anh đang gáp ở đây nè. Đó, cô chú thấy cảnh một tí ha, để em zoom cho cô chú xem là các chú đang thòng dây xuống. Các anh đang hồng dậy xuống để gáp những cái khung lên, cái khung lên trắng trắng đó cô chú anh chị. Và những cái khung đó là nó người ta đã gắn những cái đèn led vô rồi nha, và chắc tối sẽ bắt lên nó rất là đẹp. Và bên cạnh đây là có hai cái hoa hồng trắng nè, cô chú anh chị thấy hai hoa hồng trắng không đó. Hai cái hoa hồng trắng đây dưới đây nè cô chú anh chị, cũng được bắt đèn led hết rồi nha. Thì cái khung cảnh của cái quảng trường sân khấu diễn ra cái lễ hội hiện tại thì em thấy là đã lắp rất là nhiều đèn. Ở ngoài những cái đèn chiếu sáng phía trên ra thì những cái đèn led xung quanh những cái khung rất là đẹp ha. Thì toàn bộ là những cái này ta đều gắn đèn led hết, và hầu như là đèn led này nó có rất là nhiều màu, nó chiếu sáng, nó làm cho cái quảng trường hay là cái sân khấu nó sẽ hoành tráng và nó sẽ đẹp hơn. Giờ Bước Chân xin mời cô chú anh chị cận cảnh các anh đang lắp ráp nha. Hầu như là rất là nặng cô chú anh chị, hầu như là rất là nặng. Các anh có người thì đang kê da vô, và có người thì đang bê lên
để cho cái độ quặt của cái cánh này nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Ở trên kia thì người ta đã móc vô cái thanh, móc lên cái thanh trên kia như vậy để mà kéo lên, dùng dây, những dây thằng, có nghĩa là những dây bằng ấy đó sẽ kéo lên nè, để mình cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem cách kéo lên của mấy anh nha. Cái cánh đó em thấy là nó cũng rất là nặng của chú anh chị. Hiện tại ở dưới là 2, 4, 6, 8, 10 người ở dưới. Và ở trên đó thì hiện tại là 4 anh. 4 anh đang đứng ở trên đó đó cô chú, để kéo lên. À, 4 anh đang dùng dây thần để kéo một cái cánh hoa lên. Cánh hoa này đã gắn rét hết rồi. À, đây là công đoạn gáp cái cánh hoa lên. À, cánh hoa này nó bằng thiết hay bằng gì của chú anh chị cũng rất là nặng. Đây, bắt đầu người ta đã nâng lên rồi nè. À, các anh ở trên đã dùng sức để kéo. 4 người, ở trên là 4 người của chú anh chị. Giờ đây thì ở dưới đã bỏ ra rồi. À, thì chúng ta thấy những cánh hoa này đã từ từ đi lên rồi nè. Rồi, đã lên được rồi nha cô chú. Thành công rồi. Còn bắt ốc chưa nữa là xong ha. À, thì mấy anh ở dưới đang ấy nè, và những cái giăng đèn nè cô chú chị thấy những cái giăng đèn mắc rất là gần nhau luôn, cách một gang là sẽ có một cái bóng. Quảng trường này mà gấp xong rồi gấp là hoành tráng nha. À, em mời cô chú anh chị sẽ xem những cái nơi khác nữa nha cô chú anh chị. À, tại cái quảng trường này thì cô chú anh chị cùng em đi hết cái clip này ở cái quảng trường Sa Đéc. Và hiện tại thì cái quảng trường này nó rất là rộng, nó bao la luôn, là hầu như là đằng đó có một cái tiểu cảnh nữa đó cô chú anh chị, xa xa đằng đó. Thì tí nữa mình sẽ xem cái tiểu cảnh đó như thế nào nha. Và tiểu cảnh đó mới lắp khung mà chưa có gấp qua nha cô chú. Ở đây nè, người ta đã tạo những tiểu cảnh rất là đẹp rồi nè. À, như dòng bảy sắc cầu vồng ạ. Và hiện tại thì đến ngày hôm nay á, thì em thấy là cái công đoạn này người ta rất là gấp rút để làm những cái công đoạn cuối cùng để diễn ra cái lễ hội. Hôm nay là trưa ngày 26 rồi cô chú, thì bước chân đến đây nè thì giấc này giấc trưa rồi, mà hầu như là giấc trưa như thế này thì các công nhân sẽ được nghỉ trưa để mà chuẩn bị cho buổi chiều thì làm việc. Nhưng mà những ngày gấp rút như thế này thì các anh chị công nhân ở đây không có được nghỉ ngơi vào giấc trưa, có nghĩa là tăng ca luôn của chú anh chị. Đây chúng ta thấy là Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 em thấy là dán xong rồi nè, có nghĩa là một hồi người ta sẽ dán lên, không biết mà dán ở vị trí nào nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn nè. Mấy anh đang dán đời canh hay gì? Rất là đẹp. Cái bảng. Dạ, ở bên đây là những cái tiểu cảnh nè của chú anh chị, tiểu cảnh khung giống như là bảy sắc cầu vồng vậy.
rất là đẹp. Và đây là những cái nhà tiệc nè, cái nhà sân khấu, cái nhà mà người ta gắp lên để bàn ghế đồ ngồi nè, hoặc là không biết là phải để buôn bán như ô cớp gì hay không nha cô chú anh chị, mình cũng chưa có nắm được. Thì đây em thấy là đang lắp nè, những cái khung như vậy. À, mà đây chúng ta nhìn qua nơi quảng trường của Bác Hồ á, thì cờ đảng và cờ nước đã treo rồi. Em thấy là những lá cờ bay phất phới trên bầu trời, nó rất là tuyệt vời ha, và tạo nên một cái không khí của ngày lễ hội. À, chúng ta thấy những cái cảnh phía trước nè, rất là đẹp. À, công nhân đang tăng ca để làm những cái công việc gấp rút cho cái ngày hội diễn ra. Thì chỉ còn 4 ngày nữa cho nên là ở đây người ta sẽ tăng ca suốt luôn cô chú anh chị. Cái clip hồi hôm mà em 10 giờ em từ Gò Tháp chạy về đây á, thì nơi quảng trường này á, là các chú cũng vẫn còn đang tăng ca làm cái tiểu cảnh bên kia. Làm tiểu cảnh đó đó cô chú anh chị. Tí nữa mình sẽ lại thăm cái tiểu cảnh đó ha. Ở đây thì mấy chú công nhân đang lót đan cho hoàn chỉnh cô chú anh chị. Chỉ còn mấy lõm thôi, có nghĩa là tới chiều là sẽ gọi những cái đan này. Những cái đan này tới chiều là sẽ gọi nha. Đan này lót đây tới chiều gọi không anh? Dạ. Ồ, đây chị đang đẩy luôn. Đẩy xe gạch với xế luôn. Nặng không chị? Một xe vậy là bao nhiêu ký chị? Quá nặng luôn. Đây là chị đẩy 4 tấm luôn rồi. Quay mặt rõ mặt chị ơi, quay rõ mặt chị. Kéo của trai xuống đây, mình. Phanh kéo con đi coi. Mạnh lắm. Ủa 1 tấm vậy là khoảng nhiêu ký ta? 30 ký. Trời ơi. 1 tấm đàn lót. 1 tấm đàn lót dưới hè vậy là khoảng 30 ký cô chú. Quá nặng luôn. Ơi cái độ dày lên là khoảng cỡ 3 phân nha cô chú anh chị. Anh là bên kênh gì? Bước chân này đó anh. Bước chân này đó. Quay trực tiếp không vậy? Không, em quay gì chỉnh lại. Ê, đây thì những công đoạn này đang gấp rút để hoàn thành nha cô chú. Một tấm đan 30 ký, khách hồn luôn rồi. Đây cô chú anh chị thấy tấm đan này 30 ký nè cô chú anh chị. Thì em thấy là sáu tấc vuông nha. Người đẹp trong làng Thân Hồ. Chịu nhậu chó luôn hả? Không sai không về hả? Bên đó thì xe cẩu đang cẩu những tấm đan xuống. Thì các chị cũng đang đẩy. Mấy hai anh đó thì đẩy đan. Mỗi một tấm như vậy là 30 kg. Thì tấm đan này mẹ vuông nhất là khoảng 6 tấc vuông. Ủa 5 tấc vuông chứ. Đan này 5 tấc vuông không anh? 6 tấc vuông hả? Đây là 6 tấc vuông nữa cô chú. Rồi mỗi một tấm là 6 tấc vuông. Khoảng 30 kg nha. Rồi giờ đây là các anh em đang gấp rút để làm đó. Dạ vào phía trước của bức tranh thì thấy bên đây có một cái gì ngộ ngộ nè, chắc đèn hay gì để bức tranh ở đó xem. Quay cho cô chú anh chị mình sẵn xem luôn ha. Cái gì đây? Ơi ghế ngồi của chú anh chị ơi, ghế ngồi cho quảng trường. À, cho quảng trường của chúng ta nè. À, đây là những cái ghế nha. Đây là chị hot girl xinh đẹp ở quảng trường nè. Chị ở đâu chị? Cao Lãnh nha. Dạ.
Rồi, chúng ta đến đây để tham quan cái tiểu cảnh hồi hôm làm nè. Chưa xong cô chú chị, bước chân thấy là chưa có xong nha. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều cái tiểu cảnh luôn. Cái này giống như trang trí cổng mặt trời đó ta. Và những cái tiểu cảnh này nữa người ta sẽ ghép qua vô nữa nha cô chú. Người ta sẽ ghép qua vô. Rất đẹp ha. Giờ thì bước chân đã cập nhật xong cái quảng trường thì em kết thúc clip này và mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em qua cập nhật cái bên quảng trường của công viên Sa Đéc thì hiện tại thì như thế nào, qua bố trí xong chưa, thì em mời cô chú anh chị xem clip kế tiếp nha. Xin mời ạ.